chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với kênh của chị. Đây là chiếc kem trong làng công chúa mà chị mới sắm hôm nay. Các cô ấy thật là xinh với rất nhiều phụ kiện này. Và đằng sau còn có hình để tô màu nữa. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá thay quần áo cho các bạn ấy nhé. Hình nền là một hình căn phòng toàn màu hồng, rất là xinh đẹp. Tiếp theo là chúng ta dán hình các cô bạn của chúng ta lên nhé. Đầu tiên là cô bạn có mái tóc màu xanh dương. Tiếp theo là cô bạn có mái tóc màu hồng buông thả rất là dài này. Tiếp theo nữa là cô bạn có mái tóc màu xanh lẫn chuối. Sau đó là lại một cô bạn có mái tóc màu hồng búi cao. Và một cô bạn có mái tóc màu cam rất là nhí nhảnh. Và có rất là nhiều trang phục cho các bạn ấy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thay trang phục dạ hội cho các bạn ấy trước. Một bộ váy màu hồng cho cô gái có mái tóc màu xanh dương. Một bộ váy ngắn cho bạn màu xanh cam. Một bộ váy hồng dài trông rất là thanh nhỉ cho cô bạn mái tóc màu hồng buông xõa, rất hợp với bạn nhé. Và một bộ cho bạn mái tóc hồng búi cao. Tiếp theo là một bộ ôm body cho bạn mái tóc màu xanh lẫn chuối. Chúng ta có thể trang trí thêm phụ kiện trên đầu cho các bạn ấy nữa, bằng những cái bờm nơ tinh nguyện. Các em cứ thấy cái nào phù hợp thì cho các bạn ấy nhé. Cái bạn tóc màu cam này chị sẽ cho bạn thấy một cái nơ thật nơ to trên đầu. Một cái vương miện cho bạn tóc màu xanh lẫn chuối. Chúng ta có thể thêm phụ kiện cầm tay cho các bạn thấy như là kem. Một cái kem siêu to, siêu khổng lồ luôn. Và những chiếc bánh. Cái bộ sticker này có rất nhiều đồ uống, kem, bánh chúng ta có thể thêm cho các bạn đấy. Các em thấy các bạn có xinh không ạ? Các em thích cô bạn tóc màu nào? Còn chị thì rất thích cô bạn tóc màu hồng buông xõa dài kia. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi bộ trang phục khác cho các bạn ấy nhé. Thì còn rất là nhiều quần áo thì chúng ta sẽ dần dần thay hết cho các bạn. Giờ chúng ta phải gỡ bỏ hết cái bộ quần áo đã thay cho các bạn ấy nhé. Thêm những bộ quần áo mới. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thay trang phục cho các bạn ấy đi chơi bằng những bộ váy ngắn bồng bềnh rất là dễ thương này. Chị thì chị thích mặc những bộ quần áo hơi khác màu với màu tóc của các bạn ấy. Những quần áo này điểm ngôi sao này, lại còn có màu xanh dương nữa, sẽ làm nổi bật hơn. Khi mà nổi bật hơn là chúng ta sẽ hay quần áo không màu cho các bạn nhé. Đây là bộ quần áo màu hồng thì chị sẽ cho bạn có tóc màu xanh lẫn chuối. Một bộ váy xòe này cũng màu hồng nên chị nghĩ là cho bạn tóc màu cam sẽ rất là hợp.
Chúng em thấy nó nổi bật hơn đấy. Nổi bật hơn là cùng một tông màu ấy. Còn đây còn duy nhất một cái màu hồng hoa này. Là phải nhắn thì chị sẽ cho bạn các màu hồng. Vậy nhìn thì không được nổi bật. Tiếp theo là chị cũng sẽ thêm những phụ kiện cầm tay cho các bạn thấy. Như là một chiếc bánh. Này chị sẽ cho một chiếc bánh phủ đầy sô cô la. Mấy bạn các màu xanh con chuối thì chị sẽ cho bạn ấy một chiếc bánh mì kẹp thịt. Bạn các màu hồng này thì chị sẽ cho bạn ấy một chiếc bánh đơn giản thôi. Còn bạn tóc màu cam, chị sẽ cho bạn ấy một chiếc bánh mì nhỏ nhắn. Nó có màu giống như màu tóc của bạn ấy vậy. Là năm bạn đã có sắp tay những bộ trang phục và những phụ kiện cầm tay rồi. Chúng ta lại đổi những bộ trang phục còn lại cho các bạn thấy nhé. Còn rất nhiều trang phục cho các bạn ấy. Chúng ta hãy thử rút những bộ còn lại nhé. Một chiếc váy rất là nhiều hoa nơ và có hình chú mèo. Cái bộ này là với bạn tóc hồng màu xõa lên đấy. Em thấy đẹp không nào? Tiếp theo là một bộ váy màu vàng với rất nhiều hoa màu hồng và màu xanh. Chị sẽ cho bạn tóc màu cam này. Thật sự những bộ váy kiểu này chị thấy rất là nổi bật cho những bạn. Tiếp theo là một bộ váy. Bộ váy này kết hợp rất là nhiều màu, kết hợp rất là nhiều màu sắc. Rất hợp với bạn mái tóc màu xanh lộn chuối. Tiếp theo là một bộ váy màu hồng, màu xanh nữa. Màu trang trí rất nhiều hoa nữa. Chị sẽ mặc cho bạn tóc màu hồng búi này. Còn có bạn tóc màu xanh dương thì chị sẽ chọn cho bạn ấy một bộ váy một quai đi nhé. Thì các bạn thật là dễ thương. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng những phụ kiện đầu cho bạn ấy. Một chiếc mũ này. Mũ này có hình mũ miệng. Còn một cái vòng hoa thì sẽ cho các bạn tóc vàng cam kia. Giữ hai bộ váy của bạn ấy. Thêm nón này. Một cái vương miện. Một chiếc nơ cho mái tóc của bạn ấy. Thêm phần dễ thương. Xem phụ kiện cầm tay các bạn nhé. Đây thì có rất nhiều bánh. Wow, một chiếc ô rất là xinh nhé. Có một ly nước. Một chiếc kẹo gấu bông. Và một ly trà sữa. Vẫn còn những hình nữa. Để thay cho bác các bạn ấy những bộ đồ còn lại nhé. Chị sẽ thử một kiểu tông giật tông với mái tóc của các bạn ấy xem nào. Bộ màu hồng thì cho bạn tóc hồng, màu xanh sẽ cho bạn xanh. Này thì có hình viên ngọc đồng màu với màu tóc của bạn ấy. Nhưng mà chỉ còn một bộ màu xanh này cho bạn tóc cam thôi. Còn bạn tóc hồng búi thì chị sẽ chọn cho bạn ấy một chiếc áo vừa trắng vừa hồng. Và thêm một cái chân váy nữa. Chúng ta sẽ thêm phụ kiện cầm tay còn lại cho các bạn đấy nhé. Các em hãy thiết kế những bộ quần áo theo sở thích của mình nhé. Nó không theo một quy luật nào cả. Chiếc bánh kem
rất là to luôn. Có rất là nhiều phụ kiện như sữa, rồi cái nón trái cây. Một chiếc kẹp tóc hình gấu rất là dễ thương. Chiếc kẹo này chúng ta cũng có thể kẹp tóc được nhé. Kẹp tóc hình bánh mì. Rất là nhiều đồ ăn vẫn còn lại. Các em xem và hãy cho chị biết các em thích nhất nhân vật nào nhé, để thỏa sức sáng tạo. Những bạn mà thích vẽ quần áo có thể dựa trên những mẫu quần áo của các bạn này để thiết kế lên những mẫu quần áo mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.